Cái đủ vừa mở lên clip thằng khốn nạn này. Vâng, thưa các bạn thì hôm nay tôi sẽ cùng các Ở bạn tập trước xem chúng ta clip về nó thằng này dùng mấy cái hình khám thật sự từ ngày xưa. tìm cái Không biết cái hình này đâu đâu, nó tìm Google. lỗ Mình với Linh thì cũng hay ngồi cà phê với nhau và anh em gọi nhau thằng quen rồi các bạn. Nên là các bạn thắc mắc tại sao gọi Linh đây là thằng. Người ta sẽ bắt đầu xem clip kiểm chứng sự thật xem là người chơi đồ quên đồ chơi người nói về mình có chuẩn không nha. Steve Jobs. Hôm nay chúng ta nói về bí mật vở. Thôi mắc cười. Nếu bạn xem mấy kênh công nghệ nước ngoài thì chắc là bạn sẽ biết MKBHD, Đúng rồi, một trong tôi là những YouTuber. MKBHD da vàng. Để xem thằng này có nói tiếng Ok. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trên tay phiên nhỉ. bản nội địa thanh toán. Đúng rồi, là thế thật cười quá. Hôm sau tôi phải làm một clip về thằng Linh này mới được. Má của MKBHD, người mà tôi cũng rất là hơi hâm mộ, Vinh Vật Vờ, hay còn gọi thân mật là Vinh Xô. Thì là không thân mật lắm nhưng mà tên YouTube là thế. Đúng. YouTuber công nghệ số 1 Việt Nam. Intro. Còn ghi là sau mỗi đồ chơi người đấy. Ngóng qua một tí về sự yếu lý lịch của Vinh Xô thì anh được xuất hiện trên thế giới vào ngày hỏi chấm thắng hỏi chấm năm 1993. Ngay từ hồi cấp 1 thì anh đã học từ lớp 1 đến lớp 5. Đến khi học cấp 2 thì anh đã rất thích chơi game và bị thu hút bởi những gì liên quan đến công nghệ. Còn cấp 3 như nào tôi không biết tại vì trên báo anh. Cấp 2 là từ năm lớp 5, từ năm lớp 4 là tôi đã học đánh đế chế rồi nha các bạn. Năm lớp 5 các bạn phải hiểu là năm tối lớp 4 là tôi đã mò ra hàng nét, mà lúc mà cái nhà nhà trong hàng nét là người ta còn đang ăn cơm, tao đã đến tao đánh đế chế rồi, người ta mở máy tao đánh hài lắm. Đấy, đúng, tôi đam mê công nghệ đấy từ cái thời đấy các Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng mà anh đã biết đập lợn tiết kiệm để mua được một chiếc điện thoại cho riêng mình. Tiền tiết kiệm ở đâu thì nó là một bí ẩn. Sau khi tiền đấy là tiền lì xì, ngày xưa là tiền lì xì. Cái năm đó là năm cấp 2 tôi mua được con điện thoại Samsung gập. Ngày xưa thích có điện thoại lắm nhưng mà ngu chả biết gì, tôi cay vì sao mua cái điện thoại Samsung đầu tiên, biết nó không làm được gì không có Bluetooth. Bực dã man luôn, kiểu thấy người ta bắn Bluetooth chuyển nhạc ảnh qua lại ấy. Máy nó không có Bluetooth, máy đó nó chỉ có hồng ngoại thôi. Đó, đấy là câu đó, chuyện anh ngày lớn xưa. hơn một Tôi rất là chút thì ngu anh chỗ này. may mắn trúng giải thêm một chiếc điện thoại khác nhờ tham gia một cuộc thi viết bài trên báo. Vậy là anh có tận hai chiếc điện thoại. Không, hồi đó cụ thể là như thế này. Hồi đó là ngày xưa mình tham gia cái forum cộng đồng người dùng Samsung. Xong rồi viết bài, nó là cuộc thi là ai comment nhiều thì sẽ được tặng vé xem phim. Đó, còn cái lúc mà tôi trúng điện thoại là năm đó là năm cuối cấp 3. Thì tôi chơi cái game trên cái trang của Samsung, cái game gì đó tôi cũng quên mất rồi, mấy cái game Flash kiểu nhẹ nhàng ngày xưa anh em. Xong rồi may mắn thì bốc thăm lại Phải, trúng được con chính điện những thoại. điều này đã tạo động lực để anh Vinh cảm thấy là mình thực sự thích đồ công nghệ và bắt đầu hành trình theo. Còn tôi bắt đầu hành trình này là từ cái hồi mà bị gia đình là bắt quả tang là chơi net đập chung một trận, thế thôi. Đuổi từ đó, Đam qua mê những từ gì đấy. tôi vừa kể cho bạn thì có thể thấy là anh Vinh cực kỳ giỏi trong việc tiết kiệm tiền, mặc dù À đúng, tiết kiệm tiền thì chuẩn là tôi rất là giỏi trong việc tiết kiệm tiền. Tại vì không có lấy gì đâu mà đâu tiết đến cái nịt tôi cũng không có. kiệm. Thằng này điêu thật. Thời điểm này khái niệm video review vẫn còn là một cái gì Đúng đó rồi, rất chưa mơ hồ có. tại Việt Nam. Như anh Vinh đã chia sẻ trên một Năm đó bài tầm khoảng báo 2 thì lần câu 7, nói của 2 cấp lần trên cũ đã khiến anh trằn trọc suy nghĩ nhiều đêm. Bây giờ em phải làm video đi. Video thì mới có nhiều người xem. Và chính cái việc thức khuya để suy nghĩ về câu nói này đã khiến mặt anh mọc rất nhiều mụn. Thằng khốn. Tao về tao sẽ đập mày. Nguyên nhân chính là tại bố tôi. Mặt tôi rỗ này là nguyên nhân là tại bố tôi ngày xưa ấy. Đó là ngày xưa ông bố thấy mình có mụn này, đè ra nặn. Trong khi mẹ mình đã bảo không được thì mình ngày xưa cấp 3 với lại còn sợ bố nữa, bảo gì làm đấy thôi. Tối nào đến là cứ phải xoa bóp chân tay cho bố, mẹ cứ bảo mày phải vào xoa bóp chân tay cho bố đi, bố đóng tiền học cho mày ấy. Xoa bóp chân tay xong bố thấy mặt mụn đè ra nặn. Mà ngày xưa ấy, phụ huynh chả để ý, chả quan tâm là kiểu mua sữa rửa mặt hay chăm sóc da, chả có gì cả. Nên mà sau này tôi có con ấy thì tôi sẽ không bao giờ để cho con mình như Chính câu thế. nói này đã chuyển hướng cho anh sang con đường reviewer đến tận bây giờ. Với dáng vẻ của một người hơi nghẹo cộng thêm đôi mắt có phần vô hồn, bạn bè và người quen đặt cho anh cái tên Vinh Vật Vờ. Cái này khá là lấy láy giống cách đặt tên của chúng tôi, kiểu vui vẻ, quằn quại. Đặc biệt là anh này cũng thích rap nên anh đã nghĩ ra một cái tên khá là đảo vần sâu sắc cho kênh cá nhân của mình là Vinh Xô, hoặc là được gọi là Vô Sinh. Với một người đến từ một tiểu vương quốc có ngôn ngữ khá đặc trưng như anh Vinh thì việc hòa nhập với tiếng Việt phổ thông cũng gặp đôi chút khó khăn vào thời điểm đầu. Anh Vinh từng bị khán giả chê là nói không hiểu gì tại vì chất giọng địa phương đặc sệt khó nghe. Nhưng mà đúng thế thật. Ngày xưa giọng mình địa phương nó bị chửi nhiều Nội lắm các dung bạn. vì tôi chắc chắn là thời điểm mà ai bắt đầu thì cũng y hệt như thế, trừ mono. Nhưng mà giống như là sếp Tùng thì những cái lời chê bai đàm tiếu qua loa linh tinh. Đây, con laptop đầu tiên ngày xưa.
chưa? Anh có tiền mua này. Dán logo cả táo. Đây là con máy tính HP. Ngày xưa mua đây, cái này là ngày xưa tự tích cóp tiền xong mua này, dùng đến tận khi nó trầy xước này. Con HP này cấu hình cao. Với sự kiên trì và niềm đam mê của mình, anh đã dẫn dắt những người anh em có cùng đam mê xây dựng hệ thống kênh công nghệ hàng đầu Việt Nam về chất lượng nội dung lẫn chất lượng video. Nổi bật nhất có thể kể đến Vật Vờ Studio với 2,27 triệu lượt đăng ký. Lượt đăng ký khủng nhất Việt Nam cho một kênh công nghệ cùng với hơn 1 tỷ lượt xem. Ngoài ra còn một số kênh cũng khá lớn khác mà tôi sẽ không kể tên vì hình như anh bán mất rồi. Vài năm gần đây thì anh còn có kênh riêng tên là Vinh Show hướng tới nội dung. Một số kênh khác anh bán mất rồi, thằng này cái gì cũng biết rồi, thằng này tao phải tiêu diệt mất thôi. Vẫn khá là chuyên sâu nhưng mà gần gũi, thu hút được một lượng người xem lớn vì tôi thấy kênh cũng hay. Đa dạng các loại sản phẩm công nghệ từ các hãng. Là một người chơi đồ công nghệ thì hôm nào tôi cũng xem, chứ những hôm không xem. Với vị thế của một kênh công nghệ lớn nhất Việt Nam thì gần như mọi sản phẩm từ có bán ở Việt Nam đến không bán ở Việt Nam cũng được anh cùng đội ngũ nhanh chóng cập nhật và đưa những nhận xét khách quan cho những sản phẩm tự mua và khá là khách quan cho những sản phẩm được booking. Với những gì được booking. Tàng khốn. Nhưng mà cái này là thật nha các bạn. Có những cái chuyện hậu trường thì mình không thể chia sẻ anh em được, nhưng mà anh em không thể hình dung là tôi đã từng chửi nhau với các agency và các nhãn hàng không biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ có một cái ví dụ đi. Tôi làm một sản phẩm này thì họ đang rất muốn đẩy mạnh về một tính năng nào đó. Đến khi tôi thử nghiệm, tôi bảo tính năng này như quạc. Sau đó họ đòi xóa cái đoạn đấy, tôi bảo là cái gì mà không tốt cũng muốn xóa thì ngồi quạc lên đầu river đi. Có một cái quan điểm rằng là thà mà chửi nhau với hãng hơn là còn ngồi chửi nhau với người xem, bởi vì hãng thì họ chỉ có 1-2 người chửi nhau mình thôi, người xem tôi không chửi nhau hết được nên tôi phải ưu tiên cái việc chửi nhau với hãng trước để làm sao cân đối. Chứ bây giờ tôi bảo các bạn nhé, người ta cứ muốn ngồi lên đầu mình làm sao mà là đồng ý được, đúng không ạ? Vì các bạn bây giờ nhé, những người có tiền, những người mua sản phẩm, người ta còn thông minh hơn rất là nhiều so với mình. Chứ nói gì thì chắc chắn các bạn cũng thấy là anh Vinh đã vươn tầm lên thành một KOL ngành công nghệ, được các nhãn hàng săn đón mời hợp tác để quảng cáo nhiều sản phẩm. Thế chắc là giàu ấy, anh Vinh mà confirm đấy. Ở đấy, đang confirm đấy, không giàu nhé các bạn. Đéo tin. Tôi đang cực kỳ rơi vào tình trạng là khó ăn nghèo đói. Nếu bạn nào mà có kèo nào mà hợp tác làm ăn được thì các bạn liên hệ qua Instagram với tôi nhé. Đấy. Đương nhiên với các reviewer, thứ người xem muốn được nghe và được thấy là góc nhìn của người đó về sản phẩm trên thị trường. Bản thân từ review cũng có nghĩa là nêu ý kiến, đánh giá, nên là reviewer tức là người đánh giá. Với một người dùng cơ bản, chưa được trải nghiệm cũng như là sử dụng nhiều các sản phẩm công nghệ. Theo tôi thì reviewer ấy, nó chỉ là một cái cách để mọi người gọi. Còn về bản chất thì reviewer là bất kỳ ai cũng được. Chẳng qua là mình chia sẻ nhiều hơn thì nó thành một công việc. Chứ các bạn cũng là người dùng, các bạn cũng lên chia sẻ trên các group rất là hay. Đặc biệt tôi rất không thích một số người là đang bị thần thánh hóa reviewer. Gần đây thì khi tôi vào Sài Gòn tôi đi mượn cái máy, người ta còn làm khó. Đâu phải là cứ quạc. Các ông cứ nghĩ là có kênh YouTube này mượn gì cũng được. Thậm chí người ta bảo là cho mượn một ngày thôi nhé. Mình bảo mượn một ngày về tôi còn chưa kịp quay mở hộp, chưa làm gì đã phải trả. Thế xong mình dẹp không đi mượn máy nữa. Mà mua cái con máy đấy ấy, thì nó đắt. Mà xác định là con đấy bán lại không có ai mua. Vì một số máy xách tay ấy, anh em mua về nó rất là phức tạp. Và có những ông thì vào comment khá là thần thánh thì là mấy thằng reviewer có tí fame vào bắt đầu chảnh cái đồ quạc 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 quạc. Sản phẩm công nghệ chắc chắn góc nhìn sẽ chưa thể quá sâu về một thiết bị hay một sản phẩm nào đó. Kiểu như văn phòng tôi có một ông iFan thì lúc nào cũng chê mấy hãng còn lại mà không biết là công nghệ các hãng đó đã vượt trội ra sao, sự mượt mà cũng đã đến tầm nào. Với niềm đam mê công nghệ từ khá lâu và chắc chắn cũng đã được sử dụng qua vô số sản phẩm, Vinh Vật Vờ luôn mang đến các góc nhìn khách quan cho đại đa số người dùng, giúp người xem có một cái nhìn tổng quát hơn về những sản phẩm hay là dịch vụ của từng hãng. Đương nhiên là sự cá nhân hóa cũng sẽ được anh Vinh đưa vào trong từng video. Hoặc là tùy video. Mỗi người thì có một nhu cầu riêng, một sở thích và mức tiêu dùng riêng cho sản phẩm. Ai cũng muốn sản phẩm mình mua là tối ưu nhất. Với tầm ảnh hưởng của một KOL thì anh Vinh có thể hoàn toàn thao túng tâm lý người xem, nhưng mà anh không làm thế. Đúng, tại vì quan điểm của tôi là không thể làm thế được. Bởi vì nếu mà 10 năm trước mà anh em gọi là dễ bị bịp ấy, tại vì sao 10 năm trước anh em hình dung nhá, chúng ta xem TV có những quảng cáo, những cái điện thoại rất là sàm lờ, xong rồi để bán hàng này. Rồi chúng ta xem những cái quảng cáo trên mấy cái trang như kiểu 24 giờ ấy, quảng cáo nào là điện thoại Samsung Singapore, rồi iPhone Đài Loan toàn là lừa. Và đấy là ngày xưa khi mà chúng ta khó tiếp cận thông tin. Còn bây giờ như cái quan điểm vừa rồi mình chia sẻ, người xem bây giờ còn có nhiều kiến thức vô cùng, trải nghiệm các bạn thậm chí tốt hơn. Bởi vì sao? Bọn mình có khi một tháng dùng 5 cái điện thoại, các bạn có khi cả năm dùng một cái, các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm sâu sắc hơn rất nhiều. Vì thế nên những cái chia sẻ của anh em thậm chí là còn thiết thực hơn so với bọn mình. Bọn mình chỉ là những cái người mà đưa những cái góc nhìn nó giúp anh em dễ dàng hiểu sản phẩm, không phải thông qua những cái quảng cáo thì nó thực tế như thế nào. Chứ còn tôi nghĩ là không một ai có thể định hướng hay là biến một sản phẩm không tốt thành tốt ở đâu. Chắc chắn là ăn chửi thì ai cũng nản,
Nhưng mà để làm nội dung thành công thì cần mặt dày một chút, và với cái Mặt dày một chút và mặt rỗ nữa. mặt của rất nhiều hồ bom của mình thì anh Vinh đã tập làm quen và tự cải Thằng thiện bản biết thân từng ngay. ngày để tiến bộ hơn. Thực sự là có một lần năm 2019 ấy, 20 thì đấy tôi gặp anh Vinh ở studio bên Thiên. Lúc đấy thì tôi mới bắt đầu làm ấy, xong rồi kiểu lúc nào đọc cũng phải cần kịch bản ấy. Mà đến ông Vinh ông chẳng cần kịch bản gì, ông đến ông nói một hồi như thật luôn. Hồi đấy tôi kiểu uầy, đây đây là cái gì mà tôi muốn hướng tới đấy. Hồi đấy anh Vinh là có một cái studio cực kỳ to, rất nhiều máy móc này, rất nhiều background, rất nhiều thiết bị và rất nhiều nhân viên ở đó. Nó là một cái kiểu thân đi lên mà xây dựng được một cái bộ máy như thế thì Bố rất là đáng già. khâm phục. Ngoài việc là một sinh viên eo hẹp thời gian vì còn phải học trong thời gian đầu tham gia ngành review thì anh Vinh còn sở hữu một thân hình hơi nghẹo một tí, không đi khám cũng biết là anh hay bị ốm. Người ngợm cái này không ốm mới lạ. Đúng, ngày xưa là cái thời điểm mà cái video cũ này là hồi đấy tôi bị viêm xoang rất nặng. Cứ khoảng một vài tháng sẽ có một đợt ốm cực kỳ nặng vì ngồi điều hòa anh em ạ. Vì thế nên người không bao giờ béo được, đến bây giờ vẫn thế. Bây giờ chủ yếu là tôi không béo được là vì tôi có nhiều nhân viên quá. Trong thời gian đầu tự mình bơi với các dự án cá nhân thì anh cũng đã gặp rất nhiều khó khăn vì không có ai hỗ trợ, tự quay tự Ngày xưa là tôi phải tự quay tự dựng tất cả mọi thứ ở nhà, làm từ rất A đến Z hết. là rất Bây giờ thi thoảng vẫn thế các bạn ạ. Các bạn biết bây giờ làm video tuần tôi phải vào cắt voi không? Mà cái đấy chiếm 80% công sức video rồi. Hiển nói. Thằng Hiển bảo là cắt voi là mệt nhất. Nhưng mà vì tiền, vì đam mê Vì đam mê nhưng mà đam mê tiền đúng không? Thằng khốn mà này. anh đã vượt qua tất cả cái khó khăn và trái ngọt cũng như là tiền đã rơi vào mồm anh sau bao cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ. Trên đời này thì có rất nhiều chất rắn mà người ta gọi là cứng. Xét về độ cứng thì thấp nhất là CS, thứ hai là Wolfram, và cứng nhất thì chắc chắn là đời tư của Vinso, tại vì nó cứng như pin, cứng như bưng. Cứng như pin mà. Tất cả những gì tôi hay các bạn biết là anh có một người bạn gái xinh đẹp tên là Cháo Thỏ. Thì lại có nhiều thông tin khác tôi biết nhưng mà tôi không nói. Chó Thằng xẻo lớn. Và qua phần đầu tư cực kỳ thú vị của anh Vinh thì với vị thế một kênh công nghệ hàng đầu Việt Nam cùng với ước mơ mở được một quán cà phê đã trở thành hiện thực. Anh Vinh đã Nhưng mà bây giờ quán cà phê chuyển nhượng sang cho bạn tôi nhé. Các bạn phá sản, nói chung là 2 năm nay làm ăn bết bát lắm, mất nhiều lắm. Và bây giờ thì mở cả trụ sở trong Nam để thâu tóm cả thị trường ở trong miền Nam. Anh cũng muốn cái việc chia sẻ. Không phải là thâu tóm mà là tôi nghĩ rằng là nó phải cái sự cân bằng. Có một sự thật rằng là phần lớn các bạn để ý những vị reviewer mà nổi một chút thì tập trung ở khu vực miền Bắc nhiều, miền Nam thì chưa có những cái bạn nào mà thực sự nổi trội gọi là khác biệt số phần còn lại. Miền Nam cũng đã từng có rất nhiều reviewer đấy, như từ thời bằng tuổi với mình thì cũng có Ngọc Vi, nhưng mà vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà các bạn chưa đi đến được một cái kết thì mình nghĩ rằng là đấy là lý do tại sao mà mình muốn vào trong này, Là một đúng. người cực kỳ mới cứng và non trẻ trong ngành thì người chơi đồ cũng rất mong muốn được hợp tác cùng anh Vinh và Vật Vờ Studio trong tương lai. Nhìn vào anh dài. Dài hôm trước. Bọn mình có kế hoạch cho việc này rồi nhưng mà do mình phải vào Sài Gòn và cả kiểu công việc gia đình và về trong này hơi bận nhưng mà mình với Linh vẫn chưa đi đến được một cái kết với nhau. Không, ý là chốt là hai anh em làm cái gì? Sang đặt 100 cái áo trùng cuối xong rồi lại sủi bắt đầu nhé. Đấy, cái vụ đặt áo trùng cuối này thế này. Các bạn thấy là bây giờ có iBoy thì là hiện tại là ông anh mình là đang bán các thiết bị Apple bao gồm cả MacBook này, iPhone này, iPad thì mình tính là sẽ in áo và sẽ tặng cho các anh em khi đến shop mua bởi vì sẽ có khá là nhiều cái quyền lợi dành cho anh em nào mà kiểu fan của Vinh Xôi và Studio mua các sản phẩm ở đây anh em sẽ từ chế độ bảo hành, đổi trả máy, nói chung mọi thứ làm rất chỉn chu. Hôm trước có vụ hài cực. Đó, ông sang mua máy bên chỗ iBoy. Mua về tặng người yêu hay tặng vợ ấy. Bà bắt trả. Bà bắt trả. Xong rồi sang bên iBoy này nỉ trả lại máy trả đòi tiền. Xong rồi anh vẫn ok. Khổ thật sự hài. Và đương nhiên là niềm đam mê công nghệ vẫn cứ là cháy trong anh Vinh. Bạn thấy thế nào về Vinh Vật Vờ và Vật Vờ Studio? Hãy để lại ý kiến trong phần comment. Tôi là Linh. Đó thì đại khái đây là những cái review của Linh thì tôi nghĩ là để mà làm về tôi thì có thể là sẽ chưa có quá nhiều thông tin bởi vì thực tế ra những cái thú vị về loài người như là đời tư cá nhân thì tôi giấu khá kín thì tôi hy vọng là đến một cái dịp nào đó tôi với Linh sẽ có một cái video kết hợp và làm nhiều thông tin hơn thì các bạn có thể sang xem kênh đồ chữ người chơi đồ thì đó tôi rất hy vọng rằng anh em có thể để lại những cái câu hỏi của mọi người thì trong một video nào lần tới tôi có thể chia sẻ các bạn nhiều thông tin hơn về cá nhân tôi hoặc là một số thành viên khác, những cái câu hỏi chung chung thôi cũng được và hẹn lại bạn trong các video lần sau.